sáng ngày 27 tháng 1 năm 2021 nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Canh Tý, nhân dịp xuân Tân Sửu sắp đến, phái đoàn Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Trần Văn Biết trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng các thành viên cán bộ trong Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đến chúc Tết chưa tôn đức lãnh đạo Hội đồng trị sự tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thiện diện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cùng chư tôn đức tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Sở Nội vụ, Ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hồng Quân gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng trị sự trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ tỉnh Vĩnh Long. Các cơ sở Phật giáo của Ban trị sự trong tỉnh Vĩnh Long dưới sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần phát triển công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu sắp đến, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Hồng Quân kính chúc chư tôn đức giáo phẩm hội đồng trị sự, chư tôn đức tăng ni một năm mới luôn mạnh khỏe, các phật sự trong năm 2021 đạt được nhiều thành tựu. Thay mặt đức hòa thượng chủ tịch, chư tôn đức hội đồng trị sự Thượng tọa Ảm Thích Thiện Thống thân mật đón tiếp quý phái đoàn Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa cho biết, năm 2020 vừa qua với những điều kiện khách quan do dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng trị sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni toàn thể giáo hội đã tuân thủ đầy đủ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Toàn thể Chư Tôn Đức trong giáo hội đều nghiêm túc chấp hành. Ngoài ra, Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp cả nước đã chung tay cùng tín đồ Phật tử, các nhà thiện nguyện, tổ chức nhiều chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ đồng bào khó khăn hoạn nạn, mang tinh thần từ bi của Đức Phật đến với mọi người, hướng đến cuộc sống tốt đẹp nhất, an lành nhất cho quê hương tổ quốc. Nhân dịp năm hết Tết đến, thay lời Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, Ban thường trực hội đồng trị sự và quý Chư Tôn Đức dân phòng hai trung ương, tuyển tòa thích thiện thống, gửi lời cảm ơn và chúc Tết đến sở nội vụ ban tôn giáo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Long. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mà đảng nhà nước giao phó. Chúc chư vị lãnh đạo sở nội vụ ban tôn giáo cùng các thành viên phái đoàn thật nhiều sức khỏe, dạng sự như ý. dịp này, chư tôn đức và phái đoàn cũng có những phần quà xuân, trao tặng và chế bánh lưu niệm tại văn phòng hai, trường ương giáo hội.